Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Lào Cai công bố điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Sapa. Các địa phương quan tâm chăm lo cho người khuyết tật. Vận động viên cử tạ Hoàng Thị Duyên của Lào Cai giành huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 12, tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không Sapa giai đoạn đến năm 2030. Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các sở ngành, địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân trong khu vực quy hoạch dự án. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, đồ án điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Sapa giai đoạn đến năm 2030 có vị trí tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Với chức năng là cảng hàng không nội địa nằm trong mạng lưới cảng hàng không dân dụng toàn quốc, tính chất sử dụng là sân bay dùng chung, dân dụng và quân sự. Điểm nổi bật trong phương án điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Sapa được thiết kế là cấp sân bay 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và sân bay quân sự cấp 2, công suất sử dụng 3 triệu hành khách mỗi năm với 9 vị trí đỗ máy bay. Tổng nhu cầu sử dụng đất của cảng hàng không Sapa đến năm 2030 là 371 hectare, trong đó bao gồm diện tích sử dụng chung, diện tích đất khu hàng không dân dụng, diện tích đất khu quân sự và diện tích đài DVOR. Với tính chất là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Lào Cai gắn với việc đảm bảo an ninh chính trị của đất nước, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan bàn giao hồ sơ để quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định. Cập nhật các nội dung quy hoạch chi tiết, điều chỉnh gắn với quy hoạch của địa phương, bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp với nhu cầu phát triển của cảng hàng không theo quy hoạch đã được duyệt. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, quy hoạch chi tiết cảng hàng không Sapa giai đoạn đến năm 2030 được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, điều chỉnh có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thu hút, kêu gọi đầu tư, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lào Cai trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao điều kiện sống của nhân dân, gắn sự phát triển của tỉnh Lào Cai với sự phát triển của khu vực, đảm bảo để xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai thực sự là địa phương trọng điểm trong tiến trình phát triển của cả vùng Tây Bắc. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam căn cứ vào quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt điều chỉnh và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 56 ngày 8/6/2016 về hình thức triển khai dự án theo hình thức đối tác công tư PPP sớm thống nhất với Ủy ban tỉnh Lào Cai báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư để trình tổ chức triển khai đầu tư xây dựng cảng hàng không Sapa theo quy hoạch và đưa vào khai thác sử dụng trước năm 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam trong việc cắm mốc chỉ giới quy hoạch, phổ biến quy hoạch sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch, chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất đai trong khu vực quy hoạch, làm cơ sở cho việc giải phóng mặt bằng để thực hiện theo kế hoạch đã duyệt. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng ngày 3 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Sapa. Tham gia chương trình tiếp xúc có bà Giàng Thị Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Sần Xí Sỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri thể hiện sự vui mừng trước thành công của kỳ họp Quốc hội và sự đổi thay mạnh mẽ của tỉnh Lào Cai cũng như huyện Sapa thời gian qua, đặc biệt là huyện sắp được nâng cấp lên thị xã. Bên cạnh đó, những khó khăn vướng mắc tại cơ sở cũng được cử tri nêu lên và đề nghị các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cần tăng cường công tác giám sát đối với việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn cần đẩy nhanh, sớm trả lại vẻ đẹp vốn có của Sapa. Các cử tri cũng đề nghị địa phương thực hiện nghiêm túc các cam kết về quyền lợi đối với nhân dân. Cùng với đó, cần quan tâm tới đời sống nhân dân các khu vực đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án đã công bố xong chậm tiến độ xây dựng. Công tác quản lý quy hoạch khu vực nghĩa trang nhân dân, đầu tư thêm các trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại tại các bệnh viện,
có chính sách quan tâm tới việc bố trí việc làm cho con em các đồng bào dân tộc trên địa bàn hiện đã học xong đại học, cao đẳng, các cấp cũng được các đại biểu nêu ý kiến. Đối với việc thành lập thị xã Sapa, cử tri đề nghị cần tăng cường việc lấy ý kiến nhân dân về mốc giới, địa giới sau khi thực hiện sáp nhập, chia tách để thuận tiện cho việc quản lý sau này. Cần quan tâm đầu tư thêm các công trình công cộng, nhà văn hóa phục vụ đời sống của nhân dân trên địa bàn. Hơn 200 hộ dân của phường của một tổ dân phố của phường Phan Xích Băng chưa có nhà văn hóa. Thế ý kiến thứ hai chúng tôi là kiến nghị với lại đoàn đại biểu quốc hội và các lãnh đạo của tỉnh, của huyện làm thế nào cấp cho bớt lại một phần đất để cấp cho hơn 200 hộ dân chúng tôi để có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Chứ bây giờ chúng tôi mà đi mượn cơ sở mượn địa điểm mệt lắm. Cũng báo cáo ấy, dân không có chỗ sinh hoạt, các cháu thiếu nhi không có chỗ vui chơi văn nghệ, thì đây là tâm tư nguyện vọng của toàn thể hơn 200 hộ dân của chúng tôi. Tại cuộc tiếp xúc, một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo huyện Sapa trả lời thấu đáo. Đối với những ý kiến còn lại, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, bà Giang Thị Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp và chuyển tới Quốc hội, cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ngày 3 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn, duy trì, cải thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001. Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có trên 200 cơ quan, đơn vị hành chính triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001. Trong đó có 117 đơn vị đã thực hiện chuyển đổi phiên bản áp dụng ISO 9001-2008 sang ISO 9001-2015. Việc triển khai thực hiện áp dụng hệ thống này đã giúp nhiều hoạt động của các cơ quan, đơn vị khoa học hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhất là việc thực hiện chuyển đổi từ phiên bản cũ sang phiên bản mới, không ít cơ quan, đơn vị còn gặp khó khăn lúng túng. Tại hội nghị, trên 90 đại biểu là lãnh đạo, ban thư ký hệ thống quản lý chất lượng quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 9001, cán bộ làm công tác quản lý chất lượng quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 9001 ở các sở ngành trên địa bàn tỉnh, được đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt giới thiệu về các yêu cầu trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001, hướng dẫn viết về nguyên tắc viết, sửa đổi quy trình thủ tục, thực hành viết, sửa đổi quy trình thủ tục, tập huấn đánh giá nội bộ, hướng dẫn họp và xem xét công bố hệ thống quản lý chất lượng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận, trao đổi, làm rõ hơn các nội dung liên quan và làm bài thu hoạch. Thông qua đó giúp các đại biểu củng cố lại kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001, nhất là trong quá trình thực hiện chuyển đổi sang phiên bản mới tại các cơ quan đơn vị. Chiều qua ngày 2 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp với huyện Sapa cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ngân hàng Vietcombank Lào Cai, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiếu Hồng tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 24 hộ dân nghèo tại xã Thanh Phú, huyện Sapa. Năm 2019, từ nguồn Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh và cấp huyện cùng sự hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và huyện Sapa đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 22 nhà mới và sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết cho 24 hộ dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thanh Phú. Trong đó, Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh và các cơ quan đơn vị hỗ trợ xây mới 11 nhà với số tiền 330 triệu đồng. Số tiền này được trích hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo 60 triệu đồng, Ngân hàng Vietcombank Lào Cai 60 triệu đồng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 150 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiếu Hồng 30 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn Quỹ vì người nghèo huyện Sapa thực hiện hỗ trợ xây mới 11 nhà, sửa chữa 2 nhà với tổng số tiền 350 triệu đồng. Sau 5 tháng thi công, với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, 24 công trình xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết tại xã Thanh Phú đã được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của nhân dân. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí do Liên đoàn Lao động huyện Sapa vận động ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sapa đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 94,8 triệu đồng cho 3 hộ nghèo xã Thanh Phú. Thưa quý vị và các bạn, trong đối tượng những người yếu thế trong xã hội, đối tượng người khuyết tật cần nhận được sự quan tâm đặc biệt, thấu hiểu và sẻ chia với những hoàn cảnh đó. Tại Lào Cai, các cấp chính quyền, đoàn thể, các ban ngành và cả cộng đồng đang nỗ lực chung tay giúp đỡ, sẻ chia để người khuyết tật trên địa bàn tỉnh để họ vượt lên nỗi đau để ổn định cuộc sống.
nhân ngày Người Khuyết Tật Thế Giới mùng 3 tháng 12. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công tác chăm lo cho người khuyết tật tại huyện Bảo Yên. 30 tuổi, anh Hoàng Văn Quyền vẫn chỉ như một đứa trẻ. Tất cả mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày đều do bố mẹ già đã ngoài 60 tuổi giúp đỡ. Bị phát bệnh tâm thần từ 8 năm về trước đã biến một thanh niên khỏe mạnh thành một người bệnh ốm yếu và tàn tạ như thế này. Dù hoàn cảnh gia đình còn rất nhiều khó khăn, nhưng bà Mạ Thị Cha vẫn phải hàng ngày bỏ việc đồng áng để ở nhà chăm sóc người con không được may mắn. Lúc nào cũng tắm nước cho nó, xong là đổi quần áo cho nó, xong là lấy làm cơm, tìm rau làm cơm cho nó ăn. Vất vả hơn ốm đau đấy. Không phải là cái này là sợ nó đi là đốt nhà người ta này, sợ nó đi đánh trẻ con này. Lúc nào nó đi đâu cũng phải đi theo nó, xem nó. Đây là một trường hợp khuyết tật đặc biệt nặng khác cũng tại xã Xuân Hòa. Chàng trai 26 tuổi bị liệt, bị câm và điếc ngay từ khi mới lọt lòng. Và suốt hơn 20 năm qua, đôi vai tảo tần của bà Châu Thị Nhoi đã phải gánh vác kinh tế gia đình và làm chỗ dựa cho đứa con tật nguyền. Tắm rửa, cho cơm nước, dâng cho con ăn thôi mà. Mất một lao động thôi, mất một lao động để chăm sóc một đứa cu này rồi. Con mình lúc nào ốm đau thì mình thấy người nóng thì mình phải xem chăm sóc nó. Nóng thì nó khóc, nó cơm nước nó không ăn được, nó khóc, nó ở đây phải người phải phục vụ ở đây một người rồi. Tại huyện Bảo Yên có không ít những hoàn cảnh đáng thương như chúng tôi vừa đề cập. Những người khuyết tật ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, éo le, phải nương tựa người thân. Thấu hiểu điều đó, trong suốt những năm qua, các ban ngành chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân thiện nguyện trong và ngoài địa bàn đã có sự quan tâm thiết thực tới những đối tượng này. Đó có thể là một mái nhà để che nắng, che mưa, những suất quà nhân ngày lễ Tết, những buổi thăm khám, động viên, chia sẻ để làm đong đầy những mảnh đời còn khuyết. Cán bộ chuyên môn thì như chúng tôi thì trực tiếp là người hướng dẫn các cái hồ sơ thủ tục thì cũng phải là tức là khi mà đối tượng đến thì chúng tôi cũng phải hướng dẫn rất là nhiệt tình và ngoài hướng dẫn ra thì mình cũng coi như những cái thủ tục mà họ không biết thì hầu như là chúng tôi cũng làm thay giúp cho họ hết những cái thủ tục đấy để họ được hưởng đầy đủ các chính sách của nhà nước. Hàng tháng, hàng năm đều tuyên truyền và đặc biệt những người khuyết tật này là chúng tôi sẽ có một cái đến tuyên truyền nếu với khả năng họ với cái khuyết tật của họ nó phù hợp đến mức độ nào thì sẽ đưa họ vào đào tạo mức độ đó. Còn cái khả năng của người khuyết tật tự vươn lên, người ta có thể tự kinh doanh do cái lợi thế của bản thân người ta là cái khả năng người ta thì người ta sẽ tự vươn lên. Chúng tôi cũng đến hỗ trợ động viên, thường xuyên là thăm hỏi, tặng quà. Không riêng tại huyện Bảo Yên mà tại tất cả các địa phương của Lào Cai, những năm qua công tác bảo vệ, chăm sóc, tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống là một trong những chính sách an sinh xã hội được quan tâm chú trọng thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương quyết liệt tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng trên đàn đại gia súc. Thời gian gần đây, bệnh này đã bùng phát tại huyện Sapa và Bát Sát, gây ảnh hưởng lớn đến việc chăn nuôi của người dân cũng như nguy cơ lây lan diện rộng. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần xác định phòng chống bệnh lở mồm long móng cho gia súc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Địa phương nào chủ quan lơ là, chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh, thiếu trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng trên địa bàn thì người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chuyên môn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi nhằm nhanh chóng phát hiện dịch để có biện pháp xử lý kịp thời, triển khai công tác tiêm phòng vaccine phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyên môn về phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc. Các địa phương đặc biệt quản lý chặt chất lượng con giống, tổ chức tiêm phòng khẩn cấp triệt để vaccine lở mồm long móng chống dịch cho đàn gia súc đang bị dịch, tổ chức vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực dụng cụ chăn nuôi hàng ngày, liên tục trong vòng một tuần.
xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép, không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc vaccine lở mồm long móng. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 tới đây, xã Sử Bán sẽ được sáp nhập với xã Hầu Thào thành xã Mường Hoa, với mục tiêu phấn đấu đưa địa phương đạt chuẩn ASEAN về du lịch cộng đồng. Trong thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã Sử Bán đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi thay diện mạo nông thôn. Trong đó, việc triển khai thực hiện mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp là một trong những bước đột phá đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch đến với địa phương. Những con đường bê tông sạch sẽ, điện được thắp sáng dọc các lối đi của thôn bản. Từng căn nhà được đánh số thứ tự, gắn số điện thoại trên những chiếc cổng được dựng kiên cố, trang trí bằng các vật liệu tự nhiên như tre, nứa, tạo kiểu dáng bắt mắt, đã và đang là những điểm nhấn nổi bật thu hút du khách trong nước và ngoài nước đến với xã Sử Bán, huyện Sapa. Có một chút lạ lẫm xen lẫn thú vị. Điều đặc biệt là nhìn những khung cảnh ngôi nhà như thế này mang lại cho tôi cảm giác ấm cúng, gần gũi. Lúc chưa đến, chúng tôi nghĩ việc đi lại ăn ở tại đây sẽ rất khó khăn. Nhưng không, mọi thứ thật tuyệt vời so với những gì chúng tôi tưởng tượng. Tôi rất yêu nơi này và thấy nó thật đẹp. Đổi thay về môi trường cảnh quan là những điểm nổi bật mà xã Sử Bán gặt hái được sau khi triển khai mô hình sáng xanh sạch đẹp tại địa phương. Mặc dù mới được triển khai từ năm 2018, song trong quá trình thực hiện đã nhận được sự vào cuộc ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, 300 hộ dân tại hai thôn làm điểm là Hòa Sử Bán 1 và Hòa Sử Bán 2 đã tự nguyện đóng góp tiền, công sức để xây dựng tuyến đường điện thắp sáng, thực hiện chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng hàng nghìn cây xanh tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Tất cả những ngày, ví dụ ngày thứ 2 và thứ 7 là những ngày mà chúng tôi dọn các đường xá và cổng trước cổng nhà mình để mọi người dọn đường sạch sẽ và cho nó đẹp và làm cho nó sạch hơn. Vệ sinh môi trường đảm bảo là một trong những tiêu chí quan trọng giúp cho Sử Bán phát triển du lịch cộng đồng. Hiện Sử Bán có khoảng 40 hộ dân đăng ký làm dịch vụ homestay, trong đó có gần 30 cơ sở đang hoạt động hiệu quả với trên 24.000 lượt du khách lưu trú mỗi năm. Nhà tôi chỉnh trang nhà cửa, thực hiện đón khách từ năm 2018. Trước làm ruộng nương vất vả, nay ở nhà đón khách vào nghỉ, phục vụ thêm các dịch vụ ăn uống, tắm lá thuốc thì đỡ vất vả mà thu nhập lại ổn định. Mỗi tháng tôi thu khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Có tháng cao điểm thì khách đông hơn, thu được cao hơn. Từ khi mà thực hiện cái mô hình xanh sạch và sáng này thì xuất hiện các cái điểm, các cái homestay và du khách đến đây đông thì cái thu nhập của người dân thì được nâng lên rất là nhiều. Cụ thể là từ năm 2018 thì thu nhập bình quân đầu người là 19 triệu đồng trên người trên năm, và đến 6 tháng đầu năm 2019 thì thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên 28 triệu đồng trên người trên năm. Thì đây là một trong những cái thu nhập rất là đáng kể cho người dân. Trong thời gian tới thì xã dự kiến là sẽ mở rộng mô hình trên địa bàn toàn xã, và cũng chủ trương của huyện thì cũng đã có chủ trương là sẽ mở rộng trên địa bàn toàn huyện và xã. Thì năm nay thì cũng đã triển khai đến hai thôn còn lại, và hiện nay các thôn còn lại đã triển khai, và sau khi xã có quan điểm chỉ đạo là sẽ triển khai xong các cái nội dung về xanh sạch và vệ sinh môi trường thì xã sẽ cấp điện sáng trên toàn bộ, cấp cầu điện và sẽ thực hiện trên toàn bộ địa bàn của xã. Có thể nói mô hình sáng xanh sạch đẹp đang mang lại sự đổi thay tích cực cho Sử Bán, không chỉ ở diện mạo nông thôn mà các ngành dịch vụ, du lịch cũng ngày càng khởi sắc. Đây là tiền đề quan trọng để giúp cho địa phương nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và hoàn thành tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Ngày 3 tháng 12, vận động viên Hoàng Thị Duyên, người Lào Cai, đã thi đấu chung kết nội dung cử tạ hạng cân 59kg và xuất sắc mang về chiếc huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 đang được tổ chức tại Philippines. Tham gia thi đấu chung kết ở hạng cân 59kg, Hoàng Thị Duyên đã đăng ký các mức giật và đẩy tạ đều cao hơn các đối thủ, hạ quyết tâm giành vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở lần cử giật đầu tiên, Hoàng Thị Duyên đã chinh phục được mức 90kg, bỏ xa Pucci của Indonesia 11kg.
Lần thứ hai cô thất bại khi tăng lên 5kg. Trong lần cử giật cuối cùng, Hoàng Thị Duyên đã chinh phục được mức 95kg. Sau khi cử giật vượt trội các đối thủ, Hoàng Thị Duyên tiếp tục mức 115kg cử đẩy. Cô đã nâng lần lượt các mức tạ 105kg, 110kg và 115kg đều thành công. Chung cuộc, Hoàng Thị Duyên đạt thành tích tổng cử 210kg, xuất sắc giành huy chương vàng cử tạ hạng 59kg nữ, bỏ xa Margaret của nước chủ nhà đến 21kg. Đây là trái ngọt của sự nỗ lực vượt lên chính mình của cô gái dân tộc Dáy sau gần 10 năm gắn bó với cử tạ. Những thành tích của Duyên không chỉ là niềm tự hào cho bản thân em, mà hơn cả là vinh quang cho thể thao Lào Cai, thể thao Việt Nam. Năm ngoái, Hoàng Thị Duyên từng đoạt huy chương bạc tại giải vô địch cử tạ thế giới diễn ra tại Turkmenistan. Hiện trên bảng xếp hạng Olympic của Liên đoàn cử tạ thế giới, Duyên đang nằm trong top 8 giành vé đến Olympic Tokyo vào mùa hè năm sau ở hạng cân 59kg của nữ. Thành tích tại SEA Games lần này sẽ giúp Hoàng Thị Duyên nâng cao khả năng được góp mặt tại Olympic Tokyo 2020. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.